Hello, xin chào các bác. Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Đồ Câu Chính Hãng. Hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bác một dòng túi đựng cần. Túi đựng cần Abu Garcia. Đây, như trên màn hình các bác đang thấy, chính là chiếc túi đựng cần. Đây, màu chủ đạo nó là màu dàn di nha các bác nha. Đây là túi này, túi mềm nha các bác nha, không phải túi cứng. Nhưng đây là em đựng đồ vào trong để em cho lên, nó lên cái form này các bác nhìn thấy. Rất là đẹp. Túi thì dày dặn. Đây, khóa của nó đây. Hai ngăn. Đây, em có đựng hộp giấy vào trong này để cho lên cái form này các bác hình dung chiều dài rộng bao nhiêu. Một găng. Còn đây là loại này thì em có túi một ngăn và hai ngăn luôn nha. Chiều dài của nó thì có 1m15, 1m25, 1m45 và 1m6. Đấy, để anh em đựng đầy đủ các loại cần. Cái này thì chắc chắn là đựng được cả cần vào máy rồi. Rất là to rộng. Nhưng mà nói chung là về sau các bác dùng đồ đắt tiền thì chắc chắn là không bao giờ để cả cần cả máy. Đấy. Nhưng mà đây này em nói vậy. Rất là đẹp. Vải dày dặn đây, vải đây. Em sẽ bỏ cái này ra để cho các bác thấy trực tiếp. Có hai khóa nha các bác. Cái túi này túi mới này, chưa. Đây là các đường bên trong. Cái này là lớp chống thấm, nó như là vải bạc đấy. Còn ở ngoài là vải này. Đấy, ở trong là một lớp bạc chống thấm nước, dày dặn. Đấy, cắt một ngăn này đây, rất là dày. Đây, ngăn thứ hai. Quay một tay nên là mở cái này rất là khó. Các bác thông cảm. Đấy, đây là ngăn thứ hai. Thì loại này em có cả một loại một ngăn nữa cơ, nhưng mà để ở dưới nhà chưa có mang lên để quay. Nói chung là những túi này thì hầu như là đều dùng hai ngăn. Thì đây để em quay lên. Đây, vừa may đường nét thì rất là kỹ. Mà nó có chốt này. Đấy. Chốt chống đứt. Đấy, tay quay này. Tay cầm này. Hai tay này. Và có một cái tay sắt này nữa này. Đấy, các bác nhìn thấy. Đây là những cái ngăn đựng phụ kiện này. Đấy. Đây, phía sau đây. Cái này để sách. Cái này để sách, còn cái này để khoác. Đấy. Túi thì nói chung là chất lượng thì chất là rất là ok, dày dặn. Một cái túi này thì em nghĩ là nếu mà đựng cả cần cả máy chắc được 4-5 bộ. Còn nếu mà đựng cần không thì được nhiều lắm. Nói chung là có cả hàng hết số. Tay sách này. Đường may đây. Quay chi tiết đường may cho các bác xem này. Rất là lép chứ không. Mà hàng ngày thì nó không nhăn. Chống nước. Đấy, hai bên là có chống nước này các bác này. Còn đây là độ dày của nó này. Các bác dễ hình dung này. Đó, chỗ này thì
nhô ảnh đi. Đây quay ngang cái này cho các bác dễ nhìn này. Sách lên là rất đẹp đấy. Rồi, video em chắc là kết thúc ở đây thôi. Thì các bác nào mà thấy cái túi này mà có nhu cầu sử dụng túi thì liên hệ với em theo số điện thoại 098 513 6786, em tên Phước, hoặc các bạn Zalo. Nếu các bác mua hàng thì vui lòng đọc tên là cái túi đựng cần Abu là em sẽ biết. Đấy, mã sản phẩm là túi đựng cần Abu. Rồi lúc đó thì về giá cả các thứ em sẽ ghi phía dưới phần bình luận cũng như trên tiêu đề của sản phẩm này. Thì các bác cứ xuống đấy so sánh giá hoặc gọi điện trực tiếp cho em báo giá. Cứ yên tâm là em không bán đắt cho ai bao giờ cả. Giá tất cả anh em đồng bộ như nhau. Bán cho người ta thế nào thì em bán như vậy. Và nói chung là em cũng lên cái giá là hợp lý để cho anh em dùng. Còn đâu em không quan tâm người khác bán bao nhiêu, đây là chuyện của người khác. Còn em là em bán như vậy, sản phẩm chất lượng như này, đúng như video, đúng như hình ảnh như này. Miễn sao đảm bảo hàng chất lượng đến tay các bác. Các bác mua hàng thì được kiểm tra hàng trước rồi mới thanh toán. Ship 63 tỉnh thành. Ok, và xin chào hẹn lại các bác. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Ok.